Hello, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Honda Hồng Đức nha. Thì ngày hôm nay Chí tiếp tục lên cái video này để cập nhật cho tất cả bạn về cái mẫu xe E-Plus phiên bản 125 cũng như 150 nha các bạn. Thì trong ngày hôm nay là Chí sẽ cập nhật giá và cũng như chương trình khuyến mãi cuối tháng 2 này, và cũng như là cập nhật cho các bạn về bản tính trả góp của dòng xe E-Plus 125 cũng như 150. Hiện tại bên Chí đang có chương trình là hỗ trợ khách hàng khi mua xe E-Plus 125 cũng như 150, hỗ trợ là 0% lãi suất khi mình mua trả góp mà. Thì mời tất cả các bạn mình cùng xem xe chi tiết ạ. Thì xin chào các bạn, thì hiện tại nay thì mình đang có mặt tại cửa hàng Head Honda Hồng Đức 10, địa chỉ là ấp Châu Quốc A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Thì ngày hôm nay là Chí sẽ quay trong showroom này những cái mẫu màu sơn xe độ mới tại Head Honda Hồng Đức 10, và sau đó là mình sẽ cùng Chí đi lên trên cái kho xe của cửa hàng Head Honda Hồng Đức 10 tại địa chỉ là ấp Châu Quốc A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, để mình có thể là xem xe chi tiết hơn về những cái mẫu xe E-Plus 125 cũng như 150 nha các bạn. Thì như trong showroom hiện tại nay thì cửa hàng bên Chí đang trưng bày những cái mẫu màu sơn xe độ mới khác hẳn hơn so với những cái phiên bản của Honda nha các bạn. Thì những cái mẫu sơn này, ví dụ như là trước mặt của bạn đây là mẫu màu sơn ghép son, thì bên mình là mẫu này trong nguyên bản là nó không có, thì bên mình sẽ đặt độ thêm lên những cái màu sơn này để cho khách hàng mình có dễ dàng lựa chọn những cái mẫu màu sơn này theo cá tính cũng như là theo phong cách của từng khách hàng nha. Thì những bạn nào đang xem kênh của Head Honda Hồng Đức 10 cảm thấy hay và hữu ích thì hãy để lại một like cũng như là chia sẻ cho bạn bè mình, cũng phải là biết thêm về kênh của Head Honda Hồng Đức 10, và cũng như là mình đăng ký bật chuông nha các bạn, để mình có thể là cập nhật được những thông tin về xe của Honda Việt Nam hàng ngày nha các bạn. Thì và tiếp theo đây chính là phiên bản E-Plus phiên bản 125 được độ lên theo cái phiên bản là màu xanh nhám nha bạn, xanh nhám và kết hợp với cái tem màu cam, và đồng thời dàn chân được cũng được thiết kế luôn là cái màu cam cho dàn chân. Trong xe nó thể thao và mạnh mẽ hơn rất là nhiều so với phiên bản tiêu chuẩn, một phiên bản 125. Thì khi khách hàng mình sở hữu những cái mẫu màu sơn xe độ này là mình sẽ sở hữu được cái sự mới lạ hơn và sự khác biệt hơn và cá tính của mỗi khách hàng khi mình sử dụng những cái mẫu màu sơn xe độ này. Đặc biệt mình sẽ được trang bị thêm cái chế độ bảo hành màu sơn lên tới là 3 năm hoặc là 30.000 km cho khách hàng khi mình sở hữu những mẫu màu sơn độ này. Thì những khách hàng mình đang quan tâm đến những cái mẫu màu sơn xe độ này thì cứ hãy để lại comment hoặc là bình luận ở bên dưới, Chí sẽ tư vấn cho các bạn về những cái mẫu màu sơn xe độ mới này. Và cũng như là kết bạn Zalo với Chí, Chí sẽ gửi những hình ảnh những mẫu màu sơn xe độ mới cho khách hàng mình cùng được tham khảo. Và hiện tại nay thì chương trình khuyến mãi trong tháng cuối tháng 2 này bên Chí đang còn chương trình là hỗ trợ cho khách hàng là giảm thẳng trực tiếp vào giá xe được 2 triệu đồng đối với dòng xe E-Plus phiên bản 125. Còn phiên bản 150 sẽ được hỗ trợ giảm giá trực tiếp vào xe đó là 3 triệu đồng. Và cùng với đó là nhận thêm cái gói quà tặng trị giá 1 triệu đồng nữa nha các bạn. Và tiếp theo đây đó chính là mẫu xe E-Plus phiên bản 125 độ lên màu trắng nha các bạn, trắng và tem đó thì nó có màu xám, đỏ, đen, thì làm tăng lên cái độ thể thao cho những xe E-Plus này. Thì những bạn nào muốn sở hữu những cái màu sơn xe nào á và theo ý thích của các bạn thì hãy để lại comment hoặc bình luận ở bên dưới, Chí sẽ tư vấn cho các bạn để làm thế nào có thể là lên được những cái màu độ này, và cũng như là giấy tờ như thế nào, Chí sẽ tư vấn cho các bạn luôn nha. Thì trên cái phiên bản này á, thì trước đó thì cũng có một bạn đã hỏi Chí là làm thế nào để độ lên những cái màu sơn xe này và tại sao lại có những màu sơn xe độ này đẹp như vậy mà ở chỗ khác không có. Thì Chí xin trả lời luôn, thì đây là những cái mẫu màu sơn xe độ mới ở bên mình là sẽ có một cái hãng độ riêng, thì bên mình sẽ thiết kế lên những cái mẫu tem và cũng như là những cái màu mới này cho khách hàng mình có thể là trải nghiệm được những cái màu sơn mới này đặc biệt. Và tiếp theo đây đó chính là cái mẫu màu sơn là xám xi măng nha các bạn. Thì cái mẫu này á, thì nó được độ lên theo cái phong cách và cũng như là màu tổng thể của nó là màu xanh xi măng và cũng như là màu đen kết hợp, và đồng thời cái dàn chân của nó, cặp mâm thì được thiết kế là màu vàng đồng nha các bạn, làm nổi bật lên cho cái dòng xe E-Plus phiên bản 125 này. Thì như các bạn cũng đã biết rồi đó, những phiên bản 125 phiên bản màu cơ bản nó thì nó không có những màu sơn này, thì bên mình luôn cập nhật lại những cái màu sơn mới cho khách hàng mình dễ dàng lựa chọn. Và sau đây thì Chí xin mời các bạn mình cùng lên trên. Rồi các bạn, thì ở trên đây là chính là kho xe độ của bên Head Honda Hồng Đức 10 nha các bạn. Thì Chí tiếp tục lên những cái màu sơn xe. Nãy giờ mình coi ở showroom là những mẫu màu sơn xe mới. Thì trên đây thì còn rất là nhiều màu sơn nữa nha các bạn. Thì mời các bạn mình cùng xem thêm ạ.
Hiện tại nay thì giá bán của dòng xe Everest phiên bản 125 thì đang có giá là 45 triệu 490 ngàn thôi các bạn. Còn phiên bản 150 thì giá chỉ từ là 58 triệu 990 ngàn. Thì giá hiện tại nay thì sau Tết thì giá cũng là đang rất là giảm so với trước Tết nha các bạn. Thì nếu như những bạn nào đang có nhu cầu cần mua xe thì mình sẽ mua trong cái thời gian này, thì theo chỉ đánh giá thì giá rất là hợp lý. Thì ngoài những cái phiên bản màu sơn độ hồi nãy ra thì trên đây còn những mẫu màu sơn xe mới nè, như là phiên bản 150 có màu đỏ nhám nữa nha các bạn. Thì những bạn nào quan tâm nó thì mình có thể là sử dụng thêm những cái màu sơn này như là đỏ nhám nè, bạc nhám nè các bạn. Thì toàn là những cái màu hot thôi. Thì bên Chí luôn cập nhật thường xuyên những cái màu mới cho khách hàng mình có thể là sử dụng. Như tiếp theo đây đó chính là màu xanh nhám nè các bạn. Và cũng như là màu xanh xi măng, có độ phiên bản 125 có độ lên cái tem là AB150 luôn luôn các bạn. Thì khi khách hàng mình mua xe mà mình muốn mua qua hình thức trả góp á, thì bên Chí cũng đang có hỗ trợ cho khách hàng. Đó chính là hỗ trợ là 0% lãi suất cho khách hàng khi mình mua xe Everest ha. Thì mình chỉ cần trả trước chỉ từ 30% xe thôi các bạn là mình đã được hỗ trợ là 0% lãi suất. Sẵn đây Chí có tính một cái bảng tính cho các bạn để mình cùng tham khảo ạ. Thì Everest phiên bản 125 nó đang có giá là 47 triệu 490 ngàn. Mình chỉ cần trả trước khoảng có 14 triệu 500 ngàn thôi các bạn. Mình góp 6 tháng mỗi tháng là 5 triệu 874 ngàn, 9 tháng là mỗi tháng là 3 triệu 920 ngàn, 12 tháng mỗi tháng mình chỉ cần thanh toán là 2 triệu 943 ngàn, là hoàn toàn không có lãi suất luôn nha các bạn. Thì nếu mình trả trước được từ 30% giá trị xe. Còn những bạn nào mà mình muốn trả trước ít hơn thì bên Chí vẫn lên hồ sơ được nha, như 10%, 20%, 30%, tùy các bạn thôi. Như là các bạn có thể là mình trả trước được bao nhiêu á, thì bên mình sẽ lên hồ sơ cho các bạn bấy nhiêu. Nhưng mà nếu mà muốn làm 0% lãi suất là phải trả đủ từ 30% giá trị xe. Và thêm cái nữa thì thủ tục thì mình chỉ cần chuẩn bị là giấy chứng minh nè, hộ khẩu nè, hoặc là giấy chứng minh với bằng lái xe. Đối với những bạn nào đã có căn cước công dân rồi thì cứ mang theo căn cước công dân thôi nha. Về chi phí làm giấy tờ á, thì đối với những bạn mà mình đang ở huyện á, thì mình chuẩn bị thêm là 2% tiền thuế ha, và cũng như là bấm biển số là khoảng có 50.000. Thuế đối với thằng xe Everest 125, 150 thì các bạn cứ nhân cho 2% thuế lên. Ví dụ như giá xe là 40 triệu thì mình nhân cho 2% là khoảng cỡ 800.000 nha các bạn. Còn những bạn nào mà đang ở tỉnh thành phố trực thuộc thành phố á, thì mình sẽ đóng cái thuế trước bạ là 5% nha các bạn. Và như nãy giờ Chí cũng đã giới thiệu cho các bạn những cái mẫu màu sơn xe độ mới trong showroom và cũng như là trên kho xe của cửa hàng Hết Honda Hồ Đức 10. Thì những bạn nào quan tâm thì hãy để lại số điện thoại ở bên dưới để Chí tư vấn cho các bạn nha. Và cũng như là những bạn nào có thể là kết bạn Zalo với Chí qua số điện thoại là 0939 839 746 ạ. Và cũng như là các bạn có những thắc mắc gì thì cứ nhắn tin hoặc comment ở bên dưới, Chí sẽ tư vấn cho các bạn, hoặc là cần gửi hình ảnh của những màu sơn xe độ mới gì đó. Thì các bạn cảm thấy video hay và hữu ích thì hãy để lại một like cũng như là chia sẻ cho bạn bè mình cũng thể là biết thêm về kênh của Hết Honda Hồng Đức 10 ạ.